Hello, Lisa xin trở lại cùng với quý vị. Đây là phần 2, chắc là nó hết dung lượng rồi. Bởi cho nên vấn đề là Lisa trả lời cho vấn đề là kêu bằng là các em biết rằng các em không thể nào các em so sánh thời của Việt Nam Cộng Hòa với thời của Cộng sản được. Bởi vì so sánh như vậy nó rất là khập khiễng. Giống y như là con quạ mà đi so với con phượng hoàng, con công vậy đó. Cho nên không thể nào các em đi so sánh như vậy được cả. Nha. Các em thấy rằng đó họ chửi Việt Nam Cộng Hòa. Họ chửi vấn đề là kêu bằng là những người ở bên Việt Nam Cộng Hòa. Mà tại sao con em của họ họ lại không cho đi nghĩa vụ quân sự. Mà họ đưa đi qua bên Mỹ này để học những cái văn minh của Việt Nam Cộng Hòa. Họ chửi tư bản, họ chửi đế quốc Mỹ là chỉ cái lý do là họ chỉ có bịp người dân Việt Nam thôi. Để cho các em ở Việt Nam phải nuôi cái căm hờn, phải chửi là những người bên đây mà nói xấu đảng là phản động, là bán nước này kia kia nọ. Nhưng mà các em không hiểu được cái từ phản động, với nhiều em ra đây chửi chị phản động chứ còn chị cười không à. Phản động là chị đã nói rồi, nó có một cái quân đội để mà nó âm mưu, nó bán nước mới gọi là phản động. Còn bây giờ chị không có quân đội trong tay, chị không nắm một chức vụ gì ở tại Việt Nam cả thì làm sao chị phản động bán nước Việt Nam được. Cho nên các em lên, các em chỉ có một cái luận điệu mà các em cứ nói đi nói lại hoài. Thế mà khi bằng là nói lên sự thật mà chống đảng Cộng sản Việt Nam là mày là phản động, mày là bán nước. Mà trong khi đó nước chị không có bán, chị không có nắm cái chức vụ gì nữa trơn, sao chị bán? Chị bán tiền đâu, chị bán cho ai? Các em thấy vô lý không? Khi bán một cái đất nước là mình phải biết cái nước đó mình bán cho ai. Thí dụ bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đang cho Tàu vào để Tàu thôn tính Việt Nam thành một tỉnh lỵ của Tàu, sáp nhập vào Tàu, cái đó mới gọi là tập đoàn mà phản động. Đảng Cộng sản là một một đảng bán nước nó mới đúng. Còn bây giờ cá nhân chị mà các em lên các em chửi là cho là mày là con bán nước, mày là con phản động thì chị thấy nực cười vô cùng. Chị rất là thương cho các em ở tại Việt Nam bởi vì các em không hiểu được những cái gì gọi là vấn đề là kêu bằng từ ngữ Việt Nam. Các em hiếp dâm từ ngữ Việt Nam. Các em kêu bằng vấn đề là kêu bằng là các em vấn đề là hiếp dâm, vấn đề là kêu bằng là từ ngữ, kêu bằng là những cái vấn đề là kêu bằng là ngôn ngữ của Việt Nam. Các em không hiểu cái từ bán nước là như thế nào, các em không hiểu cái từ phản động nó ra làm sao cả. Chỉ cần một người nào đó 3 tuổi mà chỉ cần lên vấn đề là kêu bằng là nói lên sự thật mà phản đối chế độ, nó làm tàn bạo cho người dân là các em hùa vô, các em cho người ta là phản động mà các em không biết là phản động là nó như thế nào. Các em cho người đó là cái như bằng là cái người bán nước mà các em không biết là cái trong khi cái nước Việt Nam còn sờ sờ, Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang cai trị, ai bán cho ai? Chỉ bán nước Việt Nam cho ai? Phải có bằng chứng đàng hoàng. Ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm vấn đề là tuyên bố công nhận 12 hải lý của vấn đề là kêu bằng là bờ biển Việt Nam của Tàu, cái đó có công hàm đàng hoàng mới gọi là công hàm bán nước. Chỉ có ký một công hàm nào với Trung Quốc không? Trong khi ông Phạm Văn Đồng ký một cái công hàm bán nước với Chu Ân Lai năm 1958, cái đó mới gọi là bán nước. Và Đảng Cộng sản bây giờ đang chuẩn bị âm thầm qua hội nghị Thành Đô ký kết những cái gì để bàn giao đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng, cái đó mới là bán nước. Những người nào mà ngày hôm nay Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư đang chuẩn bị mở cửa để cho Tàu đi vào, vấn đề là cửa khẩu của Việt Nam mà mở toang ra cho Tàu nó ào ạt vào, cái đó mới gọi là rước giặc vào nhà, rước voi về giày mã tổ là ở cái đó đó các em à. Bây giờ căn nhà của chị, cái tủ của các em mà người ta mở toang ra để cho những này là người lạ vô nhìn biết trong nhà của em, trong tủ em có bao nhiêu vàng, trong nhà em sinh sống làm sao, họ đi tuồn luôn trong nhà em, các em khó chịu không? Cái đó gọi là cái gì? Cho nên các em đừng bao giờ mà lên đây mà vấn đề là dùng những cái từ, bởi vì chị nghe những người nói mày là con phản động, mày là con bán nước, chị ngồi chị cười, chị tắt cười quá hà. Bởi vì phải có những người nào đó mà lên nói làm sao mà thuyết phục được chị có đầy đủ những cái ngôn từ, những cái lý luận. Chị là người đã đi qua bên đây lâu rồi, cho nên bây giờ ví dụ như là những cái ngôn từ ở Việt Nam chị cần phải học hỏi thêm. Các em phải hiểu được cái định nghĩa để mà nói cho thuyết phục. Bán nước là như thế nào? Phản động ra làm sao, phản động như thế nào, các em phải đưa ra. Còn chỉ bán nước là bán cho ai, ai là người mua nước, chỉ bán bao nhiêu tiền,
Các em không đưa được dẫn chứng, các em chỉ cần lên đây các em hùa vô như một bầy đàn, rồi bắt đầu là kêu bằng chỉ có nghe lời của vấn đề là kêu bằng là những cái tên mà vấn đề là ngu độn dốt nát, bắt đầu là kêu bằng là lên cứ thế ai mà nói lên sự thật là mày cứ chụp cho là bát nước. Thế mà ai ở Việt Nam mà vấn đề những nhà dân chủ ở Việt Nam nói lên sự thật rồi, cái quyền căn bản của họ là phản động, bắt vô tù, tử hình, giết chết mẹ luôn. Vậy đó. Đó là một cái sự mà tàn bạo sắc máu của chế độ đó. Đó là một chế độ mà kêu bằng rừng rú đó. Nhưng mà các em ở Việt Nam, các em đã đi đến trường rồi, các em học mà các em không bao giờ các em tiếp nhận được. Các em thấy ở bên đất nước Mỹ này bây giờ người ta chửi cả ông Tổng thống Donald Trump, chị ngồi đây chửi cả ông Obama cũng không ai bắt, bởi đó là cái quyền tự do của con người. Có thể mình đồng ý của ông Tổng thống này, mình không đồng ý ông Tổng thống kia, mình được quyền mình lên tiếng nói. Còn ở Việt Nam các em là kêu bằng từ lớn tới nhỏ là các em chỉ biết rập khuôn theo. Thằng Tổng lú nó có bát nước là tất cả đều phải cúi đầu công nhận nó là đúng hết. Ông Tổng bí thư là đúng không gì sai hết. Thậm chí cuộc cất ông ỉa ra, chẳng là cũng đúng luôn nữa. Thậm chí ông địch cũng phải thơm luôn nữa. Hồ Chí Minh làm sai giết 250.000 người Việt Nam trong cuộc cải cách ruộng đất từ năm 1953 tới năm 1956. Mà nói ra thì các em nó thôi kệ mẹ nó. Miễn là Hồ Chí Minh là người khai sinh ra Việt Nam. Hồ Chí Minh là người đưa dân tộc Việt Nam tới giải phóng. Hồ Chí Minh là bắt đầu là cái bằng trên hết. Cho nên bây giờ ổng làm gì làm kệ không còn biết. Ổng là trên hết. Mà các em không biết là Hồ Chí Minh chết năm 1969. Miền Nam và những đây là kêu bằng là gọi là giải phóng, thiệt ra là cướp miền Nam Việt Nam là năm 1975. 30 tháng 4 năm 1975 là cướp miền Nam. Cho nên các em nói không có ông Hồ Chí Minh làm gì giải phóng mà thống nhất đất nước, các em nói bậy. Chính Lê Dũng là cái người đã đì Hồ Chí Minh, tước mẹ quyền của Hồ Chí Minh. Cho nên Hồ Chí Minh thua cái năm 1968, ông ta tức quá, ông ta chết vào ngày 2 tháng 9 năm 1969. Sau đó Lê Dũng nắm quyền mới bắt đầu là cho quân đội vào, vấn đề là cùng với vấn đề là kêu bằng là những người thân tín của vấn đề là Lê Dũng. Mới là vấn đề là giải phóng được miền Nam, gọi là ăn cướp đó. Mà cũng không có tài tình gì nữa. Tại vì lúc đó biểu tình các em coi đi, ở bên Mỹ người ta biểu tình, người ta phản chiến, cho nên Hoa Kỳ rút quân đội về, rút vũ khí về, thì Việt Nam Cộng Hòa không có vũ khí làm sao đánh lợi một người cộng sản, mà trong khi Tàu ào ạt đưa vũ khí vào, Nga ào ạt đưa vũ khí qua, hai nước viện trợ cho vấn đề là cộng sản, còn trong khi Việt Nam Cộng Hòa chỉ có một đồng minh là Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà Hoa Kỳ, những người bên đây người ta phản chiến, Hoa Kỳ rút về không viện trợ vũ khí thì làm sao quánh với một khối cộng sản. Nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa người ta cũng không nói đâu. Thôi người ta biết như vậy rồi. Vận mệnh đất nước Việt Nam nó như vậy rồi. Đồng minh đã bỏ rơi như vậy rồi. Người ta cũng im lặng, người ta ra đi để cho người cộng sản, người ta muốn làm người ta làm. Nhiều người người ta bỏ phiếu bằng mạng người ta đi đó, các em thấy không? Còn những người không đi thì bị cộng sản dụ ở lại. Nó đang đi trình diện 10 ngày đưa con ta ra ngoài Bắc. Ở dưới đây là cái bằng là 7, 8 năm, mười mấy năm. Nhiều người đem ra ngoài để giết con ta trong tù luôn. Các em thấy cái gì? Các em đánh thắng một cái người võ sĩ hoặc các em đánh thắng một người đó, các em có vấn đề là giết cho ta chết không? Người ta đã đánh người trên ngựa chứ không ai đánh người ngã ngựa hết. Trong khi quân đội Hoa Kỳ đã bỏ rơi đồng minh, đã không viện trợ, rút về rồi. Người ta đã, ông Dương Văn Minh đã đưa kêu gọi toàn bộ vấn đề là kêu bằng là những cái vấn đề là quân đội Việt Nam Cộng Hòa buông súng rồi. Tự nhiên đi vô bắt đầu là kêu bằng là giết con người ta. Vô bắt đầu trả thù, bắt con người ta đi bỏ tù, cướp nhà, cướp cửa người ta. Vợ con người ta thì lấy ăn nằm như vậy. Rốt cuộc rồi con người ta đi học thì không có cho học lên cao. Con của vấn đề là những người cộng sản mặc dù học ngu như bò vậy đó thì cộng thêm 3 điểm, 5 điểm. Nhưng mà trời cao có mắt. Hoa Kỳ cũng bắt đầu mở tay ra để cho những người con của Việt Nam Cộng Hòa đi qua bên đây. Bây giờ các em thấy người ta làm nhà băng, người ta làm thạc sĩ, người ta làm luật sư được không? Người ta những đây là làm cái bằng học cao hiểu rộng, người ta làm việc bên đây không? Rồi bây giờ bắt đầu đảng thấy muối mặt, bắt đầu quay đầu lại, bắt đầu là kêu bằng là chiêu dụ. Hãy ai mà nghe lời dụ của đảng về đó là những đây là kêu bằng yêu đất nước. Còn những người nào mà những đây là khôn ngoan quá, hiểu ra chính trị giống như chị đó thì bắt đầu là chụp cho cái mũ là mày phản động, mày bán nước, mày những đây là kêu bằng phải tử hình. Vậy đó. Thì thôi,
Hôm nay chị nói như thế này để chị gửi cái tiếng nói của chị tới cho tất cả những em ở Việt Nam phải bình tâm mà suy nghĩ những lời nói của chị rồi thử nghiệm đi. Những này là kêu bằng là những gì chị nói với cái xã hội hiện bây giờ thì các em mới hiểu được nha. Nhớ phải ngồi đó suy nghĩ coi bán nước là bán cho ai và phản động là phản động như thế nào nha. Không thể nào một tiếng nói lên sự thật mà gọi là phản động cả. Các em nói như vậy là các em rất là nhập nhằng, rất là khập khiễng nha. Người ta cười cho bởi chị là học sinh giỏi văn toàn quốc nha. Cho nên không thể nào em dùng những cái danh từ mà hiếp dâm ngôn ngữ ở Việt Nam mà hiếp dâm từ ngữ của Việt Nam như vậy được cả nha. Cho nên các em đừng mở miệng ra nói, hãy để cho những ông lãnh đạo Việt Nam nói đi, chụp mũ đi. Còn các em là những người thông minh thế hệ trẻ có học trong thế kỷ 21 này, chị mong là các em đừng hồ đồ mà nói ra những lời như vậy, kẻo người ta nghe được người ta cười các em nha. Lisa xin kính chào tất cả, tạm biệt các bạn. Xin gặp lại chương trình Khai Dân Trí. Chuẩn bị vấn đề là xin Lisa thông báo chương trình kế tiếp. Kính mời quý vị sẽ nhớ đón xem. Bởi vì đề tài hôm nay rất là dài, cho nên vấn đề là Lisa chỉ đưa ra những dẫn chứng cho các bạn thấy rõ được là chính thể Việt Nam Cộng Hòa và Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào nha. Nó còn rất là nhiều chứ không phải là vấn đề là hết đâu, nhưng mà Lisa chỉ đưa những cái mà vấn đề là kêu bằng là y tế, giáo dục, xã hội, những gì mà của Việt Nam Cộng Hòa và so sánh với xã hội của Cộng sản ngày hôm nay để cho các bạn nhìn thấy được nha. Thôi Lisa xin chào tất cả, xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới nha. Bye bye.